chị Hằng nhắn tin thì em được chuyển tay luôn. Chạy vậy cũng mệt lắm mà thở dữ vậy nè. Mệt không? Con đi cả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ 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 nó nói banana đi cho mình với bé đà đi. Banana. Nói gì vậy ta? Ghê quá vậy. Răng đâu con? Răng đâu? Nó. Yeah.